Vì bạn không thích cái điểm nào ở người đàn ông của mình? Dạ em không thích là để tóc dài với móng tay dài. Anh Quyền Linh móng tay anh về ngoặn kìa. Dạ em tên là Bùi Thị Truyền Em, năm nay em 26 tuổi, làm nhân viên kế toán. Truyền Em hả? Dạ. Ồ tên lạ vậy. Rồi, rồi xin mời chàng trai. Bạn bên kia là Tuyền Em, bạn tên Tường Anh hả? Dạ không có, em tên Bảo ạ. Bảo hả? Gì Bảo? Dạ Thanh Bảo ạ. Thanh Bảo. Dạ. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ em 26 tuổi ạ. 26? Dạ. Là đang làm công việc gì? Dạ em bên làm bên kiểm toán ạ. Bên kia kế toán, bên này kiểm toán. Hai người gặp nhau chắc tính toán dữ à. Bên xui ạ. Trong môi trường của bạn tôi nghĩ rằng rất là đông các chị em phụ nữ đẹp. Dạ đúng rồi, kiểm toán thì rất là nhiều phụ nữ. Nhưng mà tại vì thực sự là không chọn được cô nào nên mới nhờ đến đây ạ. Thế bạn có đặt ra cái mẫu cái người tình trong mộng của mình như thế nào không? Tiêu chuẩn của em là khoảng cao khoảng 1m58 trở lên là được. Yeah. Nhiều? 58 ạ. À, rồi gì nữa bạn? Da thì trắng, mắt hay mí và nó... Mắt mí được không? Mí cười có duyên chứ có gì đâu. Dạ không thích mí. Không thích mí. Thế còn chuyện em thì sao? Cái tên bạn rất là ấn tượng ha, rất là lạ. Hồi xưa giờ bạn đã có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có một. Một rồi, mình chia tay bao lâu rồi bạn? Dạ khoảng 3 năm rồi chị. 3 năm? Dạ. Vậy thì tại sao mà suốt trong 3 năm rồi mình không tìm được một người nào cho mình? Dạ chắc có thể là em đi học với em đi làm. Là lý do ế là vậy thôi. Dạ. Đó hả? Nhưng mà mình có cố tình đi muốn đi tìm kiếm một nửa của mình không? Dạ có, thì nhiều lúc mấy anh trong cơ quan cũng dẫn làm mai. Nhưng mà mấy người đó thì em không thích. Vậy là mình cũng kén đúng không? Dạ không, em chỉ thích những người làm giờ hành chính thôi. Chứ thường mấy anh làm mai là bên mấy anh xây dựng không à. À, dạ. Phải kén chọn nghề nghiệp hả? Ta làm nghề gì kệ ta, miễn người ta tốt thôi chứ. Vậy cái mẫu người trong mộng của bạn là như thế nào? Không yêu cầu là đẹp xấu, nhưng mà chỉ là nhanh nhẹn, hiền. Nhưng bạn không thích cái điểm nào ở người đàn ông của mình? Dạ em không thích là để tóc dài với móng tay dài. Hả? Ủa sao không thích để móng tay dài? Tại vì em không có để móng tay dài. Ủa em không để kệ em chứ, tự nhiên em không để, em không thích người ta để. Tại vì em thấy móng tay dài nhìn nó không có men lắm. À móng tay dài là không có men lắm. Anh Quyền Linh móng tay anh về ngoặn kìa. Ủa bạn Nam ơi, vậy bạn không thích cái điểm gì ở người bạn nữ của mình? Em không thích sự bê bối, ăn mặc không gọn gàng rồi nhìn nó rối rối thì sao? Rối là sao? Ăn mặc mà rối là sao? Ăn mặc nhưng mà tùy theo cái tông đó. Ví dụ này ăn mặc nó hợp với người thì tất nhiên nhìn vô thấy nó sang trọng này nọ, nó nhìn nó con người nó gọn gàng. Còn mà ăn mặc mà nó không có được hợp tông thì nó nhìn nó bê bối thì sao á? Là sao? Tôi mặc ăn mặc gì nó gọn gọn không? Gọn gọn. Anh có ưu điểm như thế nào? Nói chung là biết nấu ăn, biết tự chăm sóc bản thân mình. Có chiều chuộng phụ nữ không? Dạ, cái này cũng hên xui tùy cái chứ đâu phải là cái nào cũng chiều đâu. Có ga lăng không? Có một chút. Còn chút thôi hả? Chút là đủ rồi. Anh quê ở đâu? Dạ quê ở Quảng Ngãi ạ. Vô thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ vô 7 năm ạ. 7 năm thì ở với ai trong đây? Ở với bà. À, bạn nữ mình thì hiện tại giờ mình sống với ai? Dạ em vô thành phố Hồ Chí Minh một mình. À, học rồi ở một mình. À vậy hả? Vậy thì làm sao bạn biết tới chương trình này bạn tham gia? Trong cơ quan mấy anh cứ kêu em éo chỗ cho mấy anh đó đi ăn đám cưới nên em tham gia chương trình này. Ủa mà mấy anh đó là có gia đình hết rồi hả? Dạ ở trong cơ quan em là thường mấy anh đó 4 mấy 5 mấy. Coi như mới lo cho bạn, thấy bạn dạ. Có mình là sợ bạn ế mới là đăng ký cho bạn tham gia chương trình này luôn. Dạ em tự đăng ký. À, thích Quảng Ngãi không? Dạ em Quảng Ngãi mà anh. Hỏi liền, Quảng Ngãi ở đâu hỏi liền. À, thôi tí nữa để hỏi. Hỏi luôn đi. Ủa em ở Quảng Ngãi ở chỗ nào? Dạ em là quê gốc là ở Mộ Đức. Mộ Đức là trong cầu sông Vệ đúng không ta? Đúng rồi đó, lúc đó có sông, hình như được Tết đó em ra là đúng là dịp Tết nó là có đua thuyền á. Hỏi coi có bà con không nha. Ủa bạn họ gì vậy? À, mình hỏi Bùi. Bùi à, rồi không bà con anh. Rồi nè, bây giờ trước khi chị qua chị coi mặt giùm thì bây giờ một câu hỏi cuối cùng nữa luôn. Là ngoài cái vụ mà để móng tay dài rồi kia ra là bạn còn không thích cái gì ở người bạn nam của mình không nè? Phải gọn gàng, tác phong nghiêm chỉnh. Tác phong nghiêm chỉnh. Bây đây gọn lắm, bỏ quần gọn lắm. Bây giờ là Quảng Ngãi cùng quê là được đúng không? Dạ. Nếu mà lấy nhau thì về quê ở luôn được phải không? Dạ. Rồi, rồi dạ. Chào chị. Có bao nhiêu bạn gái? Có thường vậy. Mà tại sao chia tay với mấy bạn gái đó? Trong thời gian tìm hiểu không hợp nên chia tay. Xòe bàn tay ra coi. Trời ơi, về cắt cái ngón tay cho tôi nghe không?
Để cắt cái ngón cái để em chi dài dữ vậy? À, em bữa nay quên cắt chứ không, bình thường là cắt. Trời ơi, không có gọn gòn gì hết trơn. Vậy từ nãy gọt tay không ạ? Trời ơi, mà sao quên có hai ngón vậy? Không, hai ngón là cắt lùn xíu thôi. Chi vậy? Để móc móc cái gì? Dạ cần cái gì giả cũng dễ nữa. Ôi, giơ cái ngón tay cao lên kìa cho người ta coi coi cái móng dài này. Cái móng này. Trời ơi, chi vậy? Trời ơi, về cắt liền nha không? Dạ. Không, hồi nữa mà mở màn lên là núm núm giấu giấu hai ngón tay vô nha không? Dạ ok. Giấu gì nữa, nói tầng quạt rồi giấu gì nữa. Cho mượn cái đồ cắt ngón tay cắt liền quá, ngồi gặm đi, tôi mở màn lên là cắt nha không? Ghê không? Trời đất ơi. Hồi buồn cắn. Dài nhưng mà dài có hai ngón thôi, ngón út với ngón cái à. Chưa, còn móng chân nữa kìa, móng chân còn dài ác nữa. Tại tôi quên kêu tháo dài cái kiểm tra luôn. Móng chân. Để qua coi mình kia móng tay như thế nào mà cứ không thích tao móng tay là sao, móng tay dài cũng đẹp. Chào bạn. Chào bạn. Người ta con gái mà người ta gọn gàng kìa, gọn gòn. Mình gọn gòn. Gọn gòn. Dễ thương lắm. Dạ. Gặp là hấp hồn luôn đó, cắn cái móng tay đi. Bây giờ cắn con không nổi. Cắn được chưa? Cắn nhanh lên nha, để dỡ màn lên là coi như là kiểm tra tay đó. Rồi, kéo màn lên. Hai người nói giọng Bình Thuận với Quảng Ngãi nha. Rồi, 2 phút bắt đầu. Chào bạn. Giống người tình trong mộng của mình không? Nhìn bạn thì cũng được. Hả? Cái móng tay chưa được đúng không? Ta giấu rồi, còn moi ra nữa. Liếc, thấy liếc xuống. Đưa luôn cho coi luôn đi, đưa coi cho coi. Giấu cái gì, giấu gì? Nè đưa coi luôn đi nè, đâu có đâu dài đâu, con khúc gì à? Con khúc thôi. Em tính để con khúc nè. Thôi, bạn có biết nhậu không? Không biết nhậu. Biết nhậu để mình tập cho bạn nhậu. Nhậu được nhiều không? Uống được mấy chai? Dạ cũng ít à, nhưng mà cũng phải tập. Ít là nhiêu chai? Dạ khoảng 2 chai. Trời ơi, nó bình lạ, người ta lấy chồng, người ta còn không cho nhậu. Tập cho chồng nhậu lên sao? Dạ, tại vì đi chơi với bạn em là thường hay nhậu không à anh. Anh thấy truyền em có giống mẫu người mình muốn tìm không? Nhìn khoái không? Nhưng mà nghe bạn gái nhậu vậy, mình có thích phụ nữ nhậu không? Trong tiêu chí của em là phải chọn người biết uống, uống rượu, uống bia. Tại vì em không biết uống nên vậy phải chọn người biết uống để mà xử lý tình huống cho em những cái mà nó cần thiết. Thì là thấy xứng rồi đó, hợp rồi đó. Thấy bên kia gọn gọn không? Dạ, có gọn gọn. Nhìn chân chân rồi không? Đang kiểm toán hả? Dạ. Nhìn nó mắc cỡ luôn rồi. Tay gặp gái phải nhìn chứ. Gì vậy trời? Để làm gì anh? Để ý kiến bằng nữ sao? Dạ được rồi anh. Mà nhìn thẳng vô mắt anh coi sao mắc cỡ nhìn ra ngoài vậy? Hết câu hỏi rồi anh. Hết giờ. Rồi đặt tay sao thành ghế đi rồi suy nghĩ nè. Rồi chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay trước không nha. Trước khi bấm hồi hộp gì không? Hơi hộp một xíu. 1 2 3 Ủa sao bạn không bấm? Thực sự thì em tới đây để mà gặp bạn gái để mà cảm nhận. Còn bạn chưa thấy được đó. Chưa thấy được rõ nên vậy là mình chưa chọn. Còn truyền em thì sao? Em thì nếu mà được gặp người mà mình mến á, mình cũng tìm hiểu từ từ chứ cũng không cái vội vàng gì. Nhưng mà bây giờ bạn ấy không có chọn bạn thì bạn có thấy buồn? Dạ không, quan điểm của em á, không thích cũng bấm. Không thích lắm thì tại sao phải bấm? Ở đây cả truyền hình cả nước xem mà bạn không thích bạn bấm làm gì? Dạ. Bấm vì khổ mình sao? Bấm mình mới thích, mình bấm vậy là người ta đúng coi, người ta tưởng là mình có bạn trai rồi, mai mốt người ta không có thèm chọn mình nữa. Cho nên là cái này là chuyện quan trọng, mình phải suy nghĩ thật kỹ, mình mới quyết định chứ không có thể nào mà mình nói như vậy được. Dạ. Nha. Dạ. Và dù sao cũng cảm ơn hai bạn vì hai bạn đã đến với chương trình. Hy vọng rằng tương lai hai bạn sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình.